Rồi, chào mọi người, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cắt đuôi cho chó poodle con nha. Thì mình nên cắt sau khi mà nó đẻ xong 1-2-3 ngày là mình nên cắt luôn. Đừng để lâu quá nha. Để lâu quá lúc cắt thì nó sẽ bị đau, nó sẽ bị nguy hiểm á. Thì cắt cái đuôi cho chó poodle mình có thể cắt là 1/3, cắt một nửa hoặc là cắt 2/3. Đừng cắt sát nha, để chừa cái đuôi nó ra một chút. Thì sau này cái đuôi nó mình cắt lông tạo kiểu nó sẽ đẹp hơn. Nó có cái chùm đuôi đây nè, sẽ đẹp hơn. Còn cắt sát á, nhiều khi nhìn nó không có đẹp nữa. Mình cũng đừng cắt dài quá. Cắt dài quá tới đây thì cái đuôi nó quá dài, lúc đó thì nhìn nó không dễ thương nha. Dụng cụ để cắt đuôi cho nó thì mình sẽ có là cây ben nha, một cây ben kẹt như thế này. Rồi, bông gòn và cái thuốc sát khuẩn Bovidin. Nhớ là gì, mình sẽ khử trùng sát khuẩn cái cây ben này trước nha, không là sẽ bị nhiễm trùng rất là nguy hiểm á. Bây giờ mình sẽ bắt đầu tiến hành cắt đuôi cho nó nha. Bây giờ mình sẽ sát trùng cái cây ben này trước. Và bây giờ thì mình sẽ cắt 2/3 cái đuôi của bé nha. Đó, mình kẹp thiệt là mạnh đó. Rồi các bạn xoay. Xoay. Nó bằng xoay khi nào mà nó tự rụng ra thì thôi nha. Chứ đừng có lôi, đừng có giật gì hết nha. Đó, nó rớt ra rồi đó. Rồi, bây giờ mình lấy đây, cái đuôi của nó đây. Đó. Rồi, giờ mình lấy Bovidin mình xức cho mình sát trùng cho nó. Tới ngày mai thôi là nó sẽ lành nè. Giờ đi thả mẹ nó ra cho mẹ nó chơi. Đây là mẹ của nó nè. Làm gì mê? Rồi đó, đây là mẹ của nó nè. Làm cái gì vậy trời? Mê. Em đi. Mở cửa đi. Vô nè, cho vô nè.